Pháo đâu con xếp vào đây. Xếp đây để xong quay phim cho nó đẹp nha. Đây là cái nào con cứ xếp vào đây, con lấy pháo ra đi. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Đấy là pháo đấy. Đấy là một cái pháo viên nguyên đấy. Đây là một cái pháo này. Pháo này đẹp cực. Đây là pháo thác bạc cái gì? Đâu? Đấy. Không phải. Pháo này năm nay con thấy mọi người dùng nhiều cái này lắm. Cơ quan mọi người không đọc ở đấy nó có chữ giàn phun viên. À, giàn phun viên. Còn đấy là nhiều mọi khi. Có năm quả, ít quả năm nay ít pháo vậy nhỉ. Ôi nhưng mà riêng quả này đã đắt rồi. Ừ. Thôi bà ấy cho chừng này là quý quá rồi. Quả này ở cơ quan con chỉ bán 490.000. Ai dạ. Nhưng mà đấy là ở chỉ cơ quan con còn trên nhà thì không biết. Ai dạ. Bây giờ đốt ở đâu ấy nhỉ? Thế thì nhiều tiền quá. Đọc ở đây, đây bốc khi sử dụng đây. Ừ. Được. Thôi thế thôi đã, để tí nữa ha. Chờ mọi người khoan, chờ ra hướng đến rồi nhỉ. Nào, mang pháo ra đi. Đâu Tiến đâu, Đức đâu, Kiên đâu, Yến đâu. Nào, tất cả ra để chuẩn bị nào. Đấy, năm nay ít quá mà phải chia đôi của Vinh ạ. Chia đôi hay là đúng rồi mẹ. Đốt hẳn đấy. Vâng, đồ chứ. Đốt ba cái này thôi. Ba cái này thôi. Bạn ba cái ý. Về đốt cái này. Cái này thì chưa đốt đi. Cái này thì cầm tay mình. Cầm tay thì chưa đốt. Cầm tay đốt sau cùng. Cái này của ai mới đốt. Giờ đốt này trước này. Cái này chưa? Cái to đùng phía trước này. To đùng trước. To đùng trước mất. Đúng rồi, nó ra cái khói mất nhỉ. Khói thì nó bay luôn thôi. Đấy, cậu Vinh biết cách đốt chị ơi. Đây, ngồi đây nhá. Người ta còn gọi là tim bầu, bốc vào cái... Được, bốc vào hết được. Nó còn kết cấu bên trong nữa. Đấy, có thế thôi. Đây, con phải tránh xa ra. Tránh xa ra. Đây, đây. Để chị ơi, người ta xem. Dạ. Kìa, xem thì tất cả ai xem đi ở kia. Con đứng đây. Không, con ơi, phải cách xa cho con ạ. Cách xa 10 mét. À, các con đứng sang bên này để bố đứng ở đằng kia quay thì được rồi, cây đào. Không, đốt đâu không được. Đây, cây đào này đẹp quá rồi. Đào nở hơi nhiều. Giờ là mấy giờ? Giờ mới 8:40. 8:40. Có chỉ còn cầm tay chỉ đốt kìa. Xa quá. Đây, bóc bỏ hết giấy đấy, nhưng mà tất cả phải tránh xa nhá. Nhà sản xuất khuyến cáo là tránh xa 10 mét. Nào, đợi cậu đốt đi. Bắt đầu, tất cả lùi xa. Bật đèn. Có thế là hết rồi, hết rồi. Chúc mừng năm mới. Đấy, đốt ba quả này thôi con, thì để dành đến tối mai nhá. Nào, bắt đầu chẳng bỏng tay. Từ từ.
Từ từ. Được rồi, lùi xa ra. Chúc mừng năm mới. Nào, pháo cầm tay à. Đây, đốt những cái này là hết. Cuối cùng, những quả pháo cuối cùng, pháo cầm tay. Yến phải quay vào đây thì mới đẹp này. Yến quay vào đây này. Để lại. Hết rồi. Chuẩn bị hô chúc mừng năm mới nha. Siêu nhân ở ngoài. Chúc mừng năm mới. Đang đi gọi nó sao xỉu.